con đều bệnh não hết. Nhưng mà thằng em thì đã chết rồi, nay là 2 tháng mấy ngày rồi. Bây giờ tới nó nữa mới có mấy bữa thôi mà nó mắt nó còn không thấy đường. Có đây sao mà đi mà phải luyện cái giò đi cà thụ chứ. Nó liệt mềm. Não nè, một nè, thiếu máu, thiếu sắt nè, hai nè. Đau thay đường là 3 nè. Suy thận là 4 nè. Men gan là 5 nè. Đó, loạn điện giải là 6 nè. 6 thứ bệnh mà 6 loại bệnh luôn. Toàn là bệnh nặng không? Khoảng 2 ngày là em hết thấy đường. Rờ vô vậy nè, hai mắt không còn thấy gì hết đâu. Nói chung là tinh thần em nó suy sụp nhiều lắm. Em tự nhiên con người mình thấy đường, mình muốn làm gì cũng được. Mà giờ ăn cơm cũng phải chờ người đứng bưng lại cho mình ăn nữa. Nói chung là tinh thần nó rất là suy sụp. Là con người em nó sẽ sinh ra nhiều cái chứng bệnh ngay ngặt nghèo như vậy. Là nếu như mà sống mà trong tâm tối vậy thì coi như mình chết nó khỏe hơn. Chứ tự nhiên mà mình đang thấy đường mà giờ mình không còn tự chủ để làm, chân của ảnh nó bị liệt hết. Chồng bệnh cũng tùm lum la luôn. Nói đàn ông là trụ cột của gia đình, mà giờ chồng em giờ cứ như là hết 70% là không thể làm nặng được rồi. Cố gắng uống thuốc cho hết bệnh gì mới làm chứ giờ. Thương yêu vợ mình là lúc vợ mình khóc, an ủi vợ mình, sanh cho mình con cái, mình dám cố gắng ha. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn cô chú. Phong Nguyễn xin kính chào quý khán giả mình Thông Quân nha. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang có mặt ở trên chảng bàn Tây Ninh. Bữa nay là Phong đi cùng với anh Minh là mới nghe được một cái vụ việc là phải nói là rất là thương tâm. Một cô gái còn rất là trẻ, thì trong khi đó là không biết như thế nào á, là bây giờ đang có dấu hiệu là giống như bị mù, chỉ có trong vòng 5 ngày thôi nhưng mà bị mù của bác anh chị. Thì có một đứa con nhỏ nữa, thì chồng á thì cũng bị bệnh nữa, tay chân đi lại rất là khó khăn, bị yếu. Thì bà con ở đây có liên hệ với Phong, thì xong sau khi đó là Phong đã xin số một cái người mẹ của chị bị bệnh, bị mù của bác anh chị, thì để trò chuyện để biết được cái hoàn cảnh ở đây là như thế nào. Thì con chào cô nha. Rồi, chào. Cô là mẹ của chị đó hả? Đúng rồi. Cô nói sơ có hoàn cảnh như thế nào được không? Thì nói chung ra thì giờ hai đứa con đều bệnh não hết. Nhưng mà thằng em thì đã chết rồi, nay là 2 tháng mấy ngày rồi. Bây giờ tới nó nữa mới có mấy bữa thôi mà nó mắt nó còn không thấy đường. Rồi giờ chồng thì đi kìa thọt tới thọt lui, nó đi cũng không có dẫn. Đi chạy với xe té tới té lui phỏng vô rồi tùm lum hết lão. Bệnh gì mà sao mà trong gia đình mà bị não liên tục vậy cô? Giờ nói chung là chị cũng không biết làm sao nói luôn. Thì bây giờ chị có đi khám ra, bữa đó đi khám ra thì chị não chị hoàn toàn không có gì hết. Mà sao tự nhiên hai đứa con nó phát ra vậy cô không biết luôn. Rồi hình như là hai chồng có một đứa con rất là nhỏ đúng không? Đúng rồi, đứa con nó nay 2 tuổi rồi. 2 tuổi. Hồi nãy là Phong, lúc mà Phong điện á thì cô ở đây là chở đi bốc thuốc. Đi bốc thuốc về. Đó là từ giấc sáng bây giờ gần tới chiều rồi mới gặp được cô. Đúng tại rồi. Vì á thì thấy hoàn cảnh đây thấy thương quá nhưng mà cũng muốn giúp được phần nào đó. Thì hồi bây giờ thì trước nhất thì Phong Nguyễn cùng với anh Minh với cô ở đây gửi một cái lời chúc sức khỏe đến khán giả mình Thượng Quân nha. Thì thôi để mình tiến vô bên trong ha anh Minh ha. Rồi thôi đi cô. Thì trước đi anh Minh. Ở đây cũng quá trời phòng trọ ha. Ở trọ vậy cái tháng đóng cái bệnh hoạn vậy lên tháng cũng đóng cũng gần 2 triệu bạc luôn tiền điện. Người ta mới lợi gom mà giờ chưa có tiền đóng nữa. Phòng nào cơ? Đây trong phòng này. Đây đây. Vô. Đây đây, cô. Bật đèn lên miếng không? Cái anh này là chồng của chị này hả? Đúng rồi, cái giò cứ đi gặp thọt tới thọt luôn tắt, vậy. Tắt có quạt nhưng mà bịch thuốc hay gì? Đúng rồi, thuốc có thì lấy về luôn á. Sao tay chân anh sao, bị sao vậy? Bị thắt dây để điện, đi chích thuốc á. Chích thuốc liệt, luôn bị liệt bên, liệt mềm á. Bị liệt mềm. Yếu nhất. Giờ đi yếu nhất à. Anh xích cho đây, anh đi thử làm sao. Đi cho anh coi thử không? Với anh lấy, cô lấy giấy tờ của ảnh cho con xem. Cái khớp đây sao mà đi mà phải luyện cái giò đi cà thụ chứ. Nó liệt mềm, chích thuốc á. Chích thuốc nó bị liệt mềm. Người chích đi chăm cứu cũng thời gian nè. Lúc trước anh đi làm công việc gì? Trước đi làm chạy xe. Anh chào chị ha. Chị có thấy gì không? Chị phép ha. Dạ.
thấy bữa thì cái bữa mà đau đầu nhiều trước khi đi bệnh viện á thì nó tối hôi hai mắt à, mà uống thuốc của thầy ở dưới Đồng Tháp á thì giờ hiện tại mắt này mắt trái thì thấy mờ mờ lại rồi, còn con mắt bên đây thì chưa thấy được. Bệnh nào của vợ con không? Là chị khoảng bao lâu là chị con mắt không thấy đường? Mới không thấy đường nay cỡ khoảng mười mấy ngày nay. Mười mấy ngày nay. Đâu giấy nào của con? Chị đang mang bầu hả? Dạ không. Tại mới sanh bé được 2 tuổi mấy, 2 tuổi. Cái giấy hay với bệnh án của anh Thành là biết đâu đó. Cái này của mẹ. Sao mà bệnh gì lạ quá. Hiện tại đi gặp chúng cái ông thầy ở dưới Đồng Tháp hả chị? Dạ, Cao Lãnh Đồng Tháp. Cao Lãnh Đồng Tháp thì nay thì con mắt một bên cũng thấy đường hay là sao? Dạ, em thấy mà kiểu để gần gần vậy nè thì thấy, mà hở xa quá thì không thấy, kể như là tới khoảng mét là không thấy đường nữa. Còn bên đây thì không thấy luôn. Giờ che mắt cái là mắt phải không thấy. Đây hai mấy ngón, ủa đây mấy ngón chị? Thấy không? Ba ngón. Cũng thấy được nè. Để gần thì thấy, còn xa thì không thấy. Rồi hai chồng chị có tổng cộng bao nhiêu người con? Một, mới có bé mới có 2 tuổi rồi, tới tháng 8 này nữa mới được 2 tuổi. Rồi lúc trước thì công việc của chị với anh là làm công việc gì? Trước đó thì em đi làm công ty, từ nào giờ đi làm công ty. Rồi mới đây cách khoảng cũng khoảng 4 tháng là lúc mà chuẩn bị phát bệnh ra là em có đi làm ở bên Hàn Quốc á, có bên mà cô giới thiệu đi làm. Rồi làm qua bệnh cứ bệnh không rồi không có làm được, cái chồng kêu thôi về đi rồi coi uống thuốc cho nó bớt rồi đi làm. Về tới nay luôn, có ở nhà. Về tới nay luôn, ở nhà luôn. Nói chung là gia đình hai đứa này giờ cũng không biết nói sao. Đứa thì bệnh vậy, rồi đứa bị cái giò, rồi giờ nó bị vậy nữa. Giờ tôi là mẹ của nó, mà bây giờ thì nói chung là hoàn cảnh á thì mẹ cũng quá khổ. Giờ thấy con không biết lấy cái gì mà đi giúp ráo luôn. Chứ thiệt là con thì mất con đứa nữa. Rồi giờ gặp nó. Con cô sao bị mất? Cô lấy cái mít giúp con ha, lấy mít của trên cái cổ. Dạ, cô. Em nó cũng bị não, viêm màng não mủ. Thằng con trai thì nó bị viêm màng não mủ, rồi nó nhiễm trùng máu não, rồi xuất huyết não. Đi xuống tới bệnh viện 115 á là có 4 ngày là nó chết. Vậy là cái triệu chứng cũng giống như là cái này là dạng nó bú não. Còn thằng em nó là bị viêm màng não có mủ. Rồi nó bị nói chung là nó bị về não hết ráo luôn. Rồi em nó nặng hơn nó, thành thử ra em nó đau phát bệnh ra đau 4 ngày là nó chết. Cái giấy này là của ai đây? Dạ, của ai đây cô? Thì của hai vợ chồng nó, mà không biết giờ dùng đóng lại vậy. Giờ không biết cái nào của nó, cái nào của ông chồng nó. Cái này là chị tên là Nguyễn Thị Hải Phòng. Đúng rồi. Sinh 1993, 30 tuổi. Đúng rồi. Ở Đức Hòa, Long An. Đúng rồi. Hầu đó địa là chỉ, sanh nó ở bên đó đó. Rồi tại vì giờ ở gia đình cũng khổ rồi, nó ra hai chồng nó ra riêng, nó thuê nhà trọ nó ở á. Trời ơi, cái gì nè, theo dõi tai biến mạch máu não, u não. Dạ đúng rồi. Theo dõi thiếu máu do thiếu sắt. Giờ nó nhiều bệnh vì đau thái đường nữa. Đúng rồi. Thì chị bị đau thái đường rồi suy thận nữa, suy thận theo dõi tăng men nữa. Nói chung ra giờ nó cũng quá bệnh hết ráo luôn, mà có ba lớn tuổi gì mà bệnh quá trời quá đất bệnh. Trời ơi, cô chú anh chị, đây là một u não nè, một nè, thiếu máu thiếu sắt nè, hai nè, đau thái đường là ba nè, suy thận là bốn nè, men gan là năm nè, rối loạn điện giải là sáu nè, sáu thứ bệnh luôn. Mà gặp giờ gia đình khó khăn khổ quá trời quá đất. Anh Minh ơi, thôi anh Minh, bệnh gì đâu quá trời quá đất nè. Để Phong sẽ che cái tên tuổi của chị lại, quay cái chẩn đoán bệnh cho cô chú anh chị xem nè. Bệnh đâu mà 6 loại bệnh luôn, toàn là bệnh nặng không. Anh xem đen mình YouTube đó, Phong không có ghi hình tên với địa chỉ trên đây, nếu mà quay sẽ bị xóa clip của cô chú anh chị. Đây là kết luận là ảnh là tên Quỳnh Lê Lợi,
là sinh năm 1989, 33 tuổi. Chết lần thối hóa gai nhỏ, các thân đốt sống thắt lưng. Đó. Thoát hóa, mất nước địa điểm cột sống tầng L4, L5, L5 cộng S1. Giờ bác sĩ kêu mổ mà giờ đâu có tiền đồng mổ, rồi dạ. Phải chịu. Anh bị hiện nay hơn 1 năm nay rồi. Bị hơn 1 năm rồi. Rồi giờ nó suy sụp, nó bị bệnh dày nữa, rồi nó không, gia đình không ai làm hết luôn. Rồi bên quê chồng của chị có giúp đỡ hỗ trợ gì được không? Dạ, ba mẹ cũng thông cảm hơi nực chút xíu ha, em cố gắng sợ nó gió nó hú. Ba mẹ ảnh cũng ly hôn, ảnh cũng sống với ông bà ngoại, rồi giờ ông bà ngoại cũng mất rồi thì cũng tự sống lập vậy đó. Sống ảnh thì cũng ba mẹ thì cũng ly hôn từ nhỏ tới lớn. Rồi sống với ông bà ngoại chết rồi cũng ở với nhà chung với dì Út với Dượng vậy đó. Rồi giờ có vợ thì giờ hai vợ chồng ra trọ ở nhà rồi tự lập tự sống, chứ nói chung gia đình ai cũng khổ. Ba ảnh thì cũng đi bán vé số, mẹ thì ở nhà chỉ có chăn nuôi bò thôi chứ cũng không có làm gì hết. Quê chồng chị ở đâu được? Nhà hiện tại chồng ở với dì là ở ấp Lộc Bình, ở đây nè, ở gần à, cũng đây, gần đây xuống dưới cũng gần. Còn mẹ của chị là trên Tây Ninh ha? Dạ. Nên mà ở đây kêu bằng địa chỉ gì chị đọc giúp cho em nghe được không? Ở đây đó là ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An. À, Đức Hòa, Long An. Dạ. Ừ, giáp danh với Tây Ninh. Dạ, giáp danh. Ừ. Trong cái định vị nó hiển thị Tây Ninh luôn cô bé anh chị. Thì bữa nay nghe được cái hoàn cảnh của chị á, thấy giống như là mỗi con người sinh ra đều có một cái đôi mắt để nhìn thấy. Nhưng mà trong cái tình trạng bà con báo là đôi mắt của chị là trong vòng 5 ngày là nó mất thị giác luôn hả chị? Dạ, mới bị chừng khoảng 2 ngày là em hết thấy đường. Trời ơi. Đó, bữa mà mẹ mà xuống đây tới đây được nuôi con đó là rờ vô vậy nè, hai con mắt không còn thấy gì hết đó luôn. Sao mà ở đây em cũng giống như em gái thôi, anh thôi, dạ. Tại em còn nhỏ. Sao mà thấy thương quá vậy? Lúc đó em suy nghĩ như thế nào? Nói chung là tinh thần em nó suy sụp nhiều lắm. Em tự nhiên con người mình thấy đường, mình muốn làm gì cũng được. Mà giờ ăn cơm cũng phải chờ người đứng bưng lại cho mình ăn nữa. Nói chung là tinh thần nó rất là suy sụp. Em có bao giờ mà suy nghĩ mình mắc phải một căn bệnh quá ác như vậy không? Em thì từ nhỏ tới lớn là tim, bệnh tim, bẩm sinh tim em cũng có. Rồi lúc trước đi mổ nay cách khoảng mười mấy hay gần 20 năm rồi. Rồi đến giờ bệnh là em cũng không suy nghĩ là con người em nó sẽ sinh ra nhiều cái chứng bệnh ngay ngặt nghèo đến vậy. Cái lúc mà em mà con mắt của em không còn thấy nữa là em lúc đó em suy nghĩ như thế nào, em cảm nhận như thế nào, em nói cho anh với Mạnh Thường Quân khán giả biết được không? Em chỉ nghĩ là nếu như mà sống mà trong tâm tối vậy thì coi như mình chết nó khỏe hơn, chứ tự nhiên mà mình đang thấy đường mà giờ mình không còn tự chủ để làm những cái cá nhân hàng ngày mình tự sinh hoạt, mình không còn thể làm được nó. Rồi, thấy em gái nó còn quá là nhỏ anh mình. Mới có 30 tuổi à, còn tương lai và bên cạnh nó có đứa con. Đứa con em bao nhiêu tuổi anh quên rồi? Dạ còn 2 tháng nữa mới được 2 tuổi anh. Trời ơi, mới nay chưa biết nói nữa, mới bập bẹ một hai tiếng. 2 tháng nó mới đủ 2 tuổi. Rồi bây giờ tình hình em á là lúc trước em cũng là lao động chính trong gia đình. Dạ. Mà bây giờ chồng em thì bị bệnh như vậy không có làm lao động nặng được. Được. Rồi con cái em còn nheo nhóc nhỏ xíu, vậy em suy nghĩ sao bây giờ? Giờ em cũng giờ em không biết là trông cậy vào ai hết, thì gia đình em thì ba mẹ em cũng ly hôn với nhau từ nhỏ tới lớn, em sống với bà. Giờ bà già rồi thì giờ em 16 tuổi thì em ra ngoài em sống, em không có làm gánh nặng nữa. Giờ em bị vậy nữa, em không biết dựa vào ai nữa.
Giờ hôm bữa giờ chồng em có đi làm được không? Dạ không. Cũng không đi làm được. Không có đi làm được là nay hơn một năm nay rồi. Cũng đang trị bệnh hay là sao? Dạ, cũng đi uống thuốc nam ai chỉ gì uống đó với đi chăm cứu mà cái chân của ảnh nó bị liệt hết, muốn liệt hết. Em ship em cái khoản này nghe cái chỗ kết luận á, để em quay cái kết luận cho cô bác anh chị xem á. Để mà tránh mấy cái tên với chữ ký á. À, thì hiện tại bây giờ là ai là người săn sóc lo lắng và tắm rửa vệ sinh cho em? Dạ mẹ em. Mẹ đang làm công ty, cũng làm công ty rồi giờ xin nghỉ về lo cho em. Rồi hiện tại mẹ em cũng đang xin nghỉ để lo cho em. Dạ. Đúng giờ là em phát bệnh tới ngày hôm nay đã bao nhiêu lâu rồi? Nay có 10 ngày. Nay phát bệnh nặng ra đó là 10 ngày. Dạ. Khoảng 10 ngày. Trong vòng có 10 ngày thôi. Đúng rồi. Tại vì chị nghỉ làm công ty á, là chị biết là nó phát bệnh nặng ra luôn á, là 10 ngày nay. Dạ. Bỏ trong tỷ luôn hả? Dạ. Thấy thương quá. Đấy, trong cuộc sống mà chỉ có đây, Phong quay cái bệnh án, cái phần kết luận của chú anh chị, tại trên là tên tuổi, cái này là của người chồng nè, cũng mà chữ cha cũng chằng chịch luôn, đầy đủ bệnh án trong đây, đủ thứ á. Thì Phong quay như vậy á, nhưng khi có ông bà cô bác nào á chỉ giúp được cái đường đi nước bước hoặc là giúp cho gia đình được như thế nào á, đây cô chú anh chị xem nè, người chồng bệnh cũng tùm lum la luôn. Rồi cảm ơn anh Minh nha. Rồi, bữa nay thấy em nghe nói là đi kiếm một cái gì thầy cũng có được cái tia hy vọng về đôi mắt em á. Dạ. Thì anh nghe cũng mừng. Còn cái việc mà chồng em mà đi khám bệnh như vậy, bác sĩ có nói là phải đi tái khám mà điều trị như thế nào không? Dạ, giờ bác sĩ kêu mổ mà gia đình không có điều kiện rồi, nên ảnh giờ ảnh cứ uống, ở đau quá thì ảnh đi chích thuốc giảm đau, còn hở mà bình thường thì ảnh cũng đi nghe người ta xin thuốc nam đầu này đầu kia, chỗ này chỗ kia uống vậy đó, ai chỉ đâu thì đi đó, mà nay năm mấy rồi cũng không có thấy khuyên giảm. Giờ hiện tại là em nè với chồng em, bây giờ mẹ em tiếp tục lại xin nghỉ, là bây giờ trong gia đình là chỉ có 3 người thôi, mà hết 3 người nghỉ hết trơn rồi. Dạ. Không có tiền bạc gì hết trơn. Ừ, hôm mà bệnh nặng rồi nhờ dòng họ nội ngoại hai bên, cô bác dòng xóm đồ tới thăm, rồi cái người 500, 200, 300 đồ gom góp lợi đặng đi thầy đi thuốc men đồ đi kêu xe cộ đi lo thuốc cho nó. Chứ giờ mẹ cũng nghỉ làm rồi, con bệnh vậy rồi không ai ra được đồng bạc nào ráo luôn. Thì giờ cứ nhờ nội ngoại cô bác hai bên thôi, chứ giờ cũng không biết nói làm sao đó luôn. Còn những cái phần thuốc bên đây là mình đi bốc có tốn kém gì không cô? Dạ không. Không, chỉ là ta đây ta cũng làm từ thiện. Là bữa nay là cô bốc được bao nhiêu đây ha? Đúng rồi. Là em gái ở đây là em uống hết những cái phần đây hay là có chồng em nữa không? Có phần chồng một bịch rồi vợ một bịch. Trời ơi, chồng một bịch bên đây. Vợ một bịch bên đây. Còn cái hũ cái này. Hũ thuốc đó để đắp bú não cho nó. Hũ thuốc là để bóc đắp bú não. Đúng rồi. Trời ơi, sao mà có những vị thầy thuốc sao mà tốt quá. Bây giờ là chỉ có cần tốn tiền giống như mà đi xe cộ đi tới đi lui. Đúng rồi. Nhưng mà em gái ở đây còn có bị bệnh thận với tiểu đường nữa. Nên là cũng nói chung là cũng kiên cử đủ đúng thứ. Đúng, ăn đủ thứ đó mà. Giờ nói chung ra giờ chị nuôi nó, bây giờ thầy ta cho mình ăn cái gì thì mình mua cái đó cho nó ăn thôi, chứ con không có dám cho ăn tầm bậy tầm bạ nữa. Sợ đủ thứ, sợ nó tái bệnh lại lần khổ nữa là vậy đó. Giờ bữa giờ em gái nè, hai vợ chồng bệnh như vậy đó, là tối hôm khi hai chồng có hủ hỉ có trò chuyện gì không? Nói cho anh nghe được không? Dạ không. Chồng em á thì bình thường á, ảnh không có đau á, thì nhờ đi làm, còn giờ về đau á, nhiều khi ảnh đau quá ảnh nằm ảnh gồng rồi đừng cố gắng nhắm mắt đừng cho ngủ, em thấy vậy em cũng không có dám nói kêu hay nói chuyện với ảnh để cho ảnh ngủ, chứ ảnh dậy á thì ảnh đau quá chứ. Khổ quá trời. Bé cũng nhát quá hả anh? Dạ. Thấy lạ, anh sợ lắm.
Hả, chú Phong chào con nha. Chưa con, biết nói hả? Con ạ đi, con ạ đi. Ạ đi con, ạ đi. Con ạ chú đi. Rồi anh ơi, anh hình như tên gì em quên rồi. Anh Lợi ha. Cái tình hình mà vợ anh như vậy anh thấy như thế nào anh? Thời vợ chồng bệnh hết, khó khăn ráng vượt qua chứ. Lấy cái mít giúp em ha. Lấy cái mít gắn qua bên đây là ừ. Lấy cái mít ha. Gắn vô trong quả không có chuyện. Anh sắc xác vô cũng được cho hai chồng có tiếng không sao đâu. Anh bệnh tật có nhau mà. Hôm bữa phát bệnh như vậy á, anh có suy nghĩ điều gì đó không? Có biết cách nào để cứu vợ anh không? Thì giờ chỉ nhờ bên có ba mẹ ở đây. Giờ chỉ nhờ vậy thôi chứ giờ hai chồng cũng biết cách nào tới đâu hay tới đó chứ giờ cũng biết đường đâu. Ừ. Hai chồng anh có khi nào hữu hỷ chuyện cuộc sống thì tìm cách mà để cứu lấy mình không? À, thấy anh nói chuyện thì chỉ hay xúc động chỉ khóc nè. Ừ. Thì cũng có cuộc sống giờ hai đứa không có đất đá cát gì ở hết nè. Hai bên cũng không có đứa nào có được miếng gì hết. Giờ ráng làm. Có vợ đi làm được ở nhà giữ nhóc này. Phát bệnh ra làm dư được cũng được mấy chục cái phát bệnh ra đi trị cũng trăm mấy, 200 mượn đâu này đâu kia. Rồi tới đợt phát bệnh ra đợt này cũng không có tiền cũng cắn răng. Hên biết được ông thầy thuốc nam nè. Yeah. Rồi đi hốt hết về cũng đỡ. 10 ngày đầu nay cũng thấy cũng đỡ nhất nhiều. Hai chồng cũng lập nghiệp cũng ở giống như là cũng chưa có cái điều kiện tài sản mà để cất mái nhà chứ ở trọ đó ha. Đúng rồi. Ừ. Anh bệnh cái căn bệnh này chỉ bây giờ trong thời gian điều trị chứ chưa có đi làm được hả anh? Dạ chưa. Dạ dạ. Rồi sáng bốc thuốc là đi tới bây giờ mới về là bốc hai phần luôn, một phần cho anh, một phần cho vợ anh. Dạ. Rồi bé này bây giờ gia đình khó khăn vậy nè, bé nó sữa sùng đâu nó ăn nó uống anh? Thì cũng nhờ bên nậu. À cũng bà con mỗi người một chút ha. Dạ. Ừ. Lúc đi làm được thì đỡ. Lúc trước anh làm công việc gì? Cũng chạy xe. Chạy xe. Dạ. Ừ. Rồi bữa giờ từ cái lúc mà chị nói là chị không còn thấy đường được nữa thì anh lúc đó anh suy nghĩ sao? Dạ, lúc đó cũng rối quá và biết suy nghĩ. Giờ cũng cầu mong trúng thầy trúng thuốc rồi cho hết bệnh. Làm chứ giờ cũng còn trẻ quá, con còn nhỏ. Giờ cũng mong vậy thôi chứ giờ biết. Nay ở nhà trọ hàng tháng là anh đóng bao nhiêu tiền? 1,5 triệu. 1,5 triệu ha. Là tiền điện riêng. Ừ, điện nước riêng. Thì miễn phí. Thì bữa nay em đi tới anh có bất ngờ không? Dạ, thì cũng lúc nói chung hai đứa con cũng biết luôn. Không biết luôn. Cô xích qua đây nữa. Nói chung là không biết luôn nữa rồi cái em... cái mà hồi em điện cho chị á. Dạ. Thì em đây chị cũng nói chung ra là chị cũng bất ngờ thiệt luôn, chị cũng không biết là em từ đâu đến đây á. Dạ, dạ. Rồi giờ từ tới đây là em giới thiệu rồi chị cũng mới biết thôi chứ chị cũng không biết luôn á. Cũng chưa biết em luôn, nói chung cũng chưa biết luôn á, giờ mới biết lần đầu tiên á. Mà cái người mà điện thoại cho em liên hệ với gửi hình ảnh ở đây đó là con quen gia đình đúng không? Đúng. Nếu rồi mà cái vấn đề mà anh á là nếu mà đi mổ á thì cái chi phí nó có cao không? Bữa bác sĩ tư vấn là chị nói lớn lớn ha, nó lớn lớn. Nếu như có bảo hiểm thì chắc khoảng 2 mấy triệu là mình đi mổ theo bảo hiểm. Mà anh có bảo hiểm không? Có mà. Có bảo hiểm. Hết hạn hay mấy tháng không biết. Mua bảo hiểm nhờ anh á mà đừng đi khám trị cái chân nè. Rồi mấy tháng nay cứ đi trị thuốc nam á. Không để ý tới bảo hiểm rồi em cũng bệnh về rồi cái quên. Giờ bảo hiểm đang hết hạn nữa. Bảo hiểm hết hạn ha. Còn hôm bữa là bác sĩ nói là nếu mà mổ thì khoảng là tầm 2 mấy triệu là có bảo hiểm. Nhưng mà kết quả hồi phục thì nó cao hơn anh Lợi?
Dạ cũng không chắc nữa. Cái đó bác sĩ nói anh chắc không hay là như thế nào, bao nhiêu phần trăm? Bác sĩ giờ cũng nói 50-50. Ừ, 50% ha. Mà cái xương sống này mổ với lại sợ lắm. Sợ khi giờ mình đi thà trị thuốc này cái đi được, đi lại đều được là mạnh đồ cũng được rồi. Mà giờ nếu mổ nó xui rủi sao à. Nó liệt luôn, nằm chỗ cái khúc đó chết nữa. À, vậy là anh dạ, anh thấy là uống thuốc nam này cũng có hiệu quả ha. Dạ đúng rồi. À. Anh đi trị thuốc nam chứ mổ vô anh sợ lắm. Không dám mổ. Nếu đúng ra là cái chỗ bốc thuốc này mà có hiệu quả như vậy đó, thì giống như là cũng mong giống như là được chia sẻ nhiều hơn để cho ông bà cô bác trên mọi miền đất nước đó biết chỗ mà giúp người mà không có lấy tiền, và bên cạnh đó là những căn bệnh mà gặt nghèo không à. Đúng rồi. Ở đây là bị u não mà chị thấy kết quả nó như thế nào? Không. Bây giờ thì hiện tại thì thấy kết quả thì cũng không nhắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Thôi gắn cho vợ anh đi ha, vợ anh nói chuyện hơi nhỏ, gắn cho chị đi. Bây giờ kết quả thì em cũng không biết được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà thấy hiện tại thì khoảng 10 ngày nay thì mắt em, một bên mắt thì nó dần dần có ánh sáng lại thì em cũng mừng dữ lắm. Giờ chỉ mong là có đúng thầy đừng trị cho hết căn bệnh, đừng mình đi làm. Chứ giờ nhìn con nhỏ quá, càng ngày càng lớn mà mình thì vậy, nó đâm vô tuyệt vọng nhiều lắm. Hôm bữa giờ mình với gia đình có được nhận sự hỗ trợ nào không chị? Hôm bữa có cái gì đó cũng thấy bệnh tội nghiệp rồi cái đăng lên Facebook đó, rồi đăng lên trang cá nhân của cổ rồi. Có người cũng có người thấy rồi được, cũng có mấy người chuyển vô cho 150 mà mình không biết mấy người không biết người ta là ai. Dạ. Người ta tự người ta chuyển vô vậy đó. Ừ. Rồi cũng được 400+. À, nói chung là cũng những tấm lòng vàng ha. Dạ. À, bữa nay là cũng không biết là cái cơ duyên như thế nào á, thì thấy được những hình ảnh, thấy là chị nè với gia đình. Thì nhất là nghe nói là đôi mắt á, thì thật sự nghe tới lúc đó là em mới lập đật mà em liên hệ liền. Dạ. Tại vì đôi mắt là nó cái điều rất quan trọng, mà trong khi đó là mới có 5 ngày thôi, 5 ngày mà bị mù, thì Phong nghĩ là cũng là có thể là mù bị tạm thời hay là như thế nào đó. Dạ. Thì cũng dán mà chạy lên đây để coi bằng mọi giá để cứu chữa đôi mắt. Đúng. Tại rồi. Vì nếu mà đôi mắt mà nó không còn thấy thì chắc chắn là cái con đường phía trước nó rất là mù mịt. Rồi bên cạnh đó là còn bé con còn nhỏ nữa, và nó sẽ ra sao nữa thì sẽ là một gánh nặng cho gia đình nữa. Nhưng mà ý anh nói không phải là như vậy là để cho em phải buồn hay là cho em phải bận tâm nhiều, nhưng mà nói như vậy để cô bác mình Thu Quân á với khán giả hiểu và thương em nhiều hơn. Em mới có 30 tuổi mà bệnh tùm lum hết trơn. Xem bình án mà thấy chỉ cần một căn bệnh thôi là đã đủ mệt rồi. Trong khi đó cô ở đây là có hai người con hả? Okay. Em có bao nhiêu anh chị em? Dạ có hai chị em à. Em trai là mắt. Em trai thì u não. Em trai thì bị não có mủ hả? Đúng rồi. Cũng mới cho mất 2 tháng. Mất 2 tháng mấy ngày à? Trời, cũng chia buồn gia đình em nha. Dạ. Tới nó ập lại cái gì nữa, trời ơi, không biết. Mà mẹ muốn điên luôn. Mà đi theo thầy này thấy con mắt nó hơi mờ mờ lại nữa, rồi trời ơi, mừng quá trời luôn. Này, ai cho tiền cho bạn. Trời, nhìn thấy tình cảnh gia đình thấy thương quá. Thì sức khỏe của gia đình á, cái này là anh chị ở đây á, thì sức khỏe, nếu có sức khỏe đi làm thì đâu có cần phải nhờ sự giúp đỡ gì đâu. Đúng rồi, tại vì nó còn trẻ mà. Dạ, con trẻ có tay có chân đầy đủ, nhưng mà bị mắc một căn bệnh nặng như vậy. Thì bệnh án hồi nãy Phong đã đăng tải, đã quay lên hết rồi. Cái bé nó nhỏ, nó hơi hiếu động. Nên có gì ông bà, cô bác cũng thông cảm cho bé nha. Rồi bữa nay rồi anh đi xuống rồi, em có mong muốn điều gì không? Dạ thì giờ em chỉ mong muốn là em đừng có thể để cho mẹ nói chuyện.
làm có thể nhờ đến bà ngoại ẩm bé đi ha. Mạnh Thường Quân, các ông bà cô chú rồi có thể dang rộng lòng tay giúp đỡ, để ví dụ như có cái bài thuốc nào hay hay là gì đó chỉ cho em, đừng em đi đến cho em tìm lỡ gánh sáng, em làm em lo cho con em, cho chồng em bệnh, chứ chắc giờ em chỉ cần như mắt em nó có ánh sáng lại là được, chỉ cần thấy là bình thường là được. Dạ. Hôm bữa em có đi vô khám mắt không? Dạ có. Bác sĩ nói em như thế nào? Bác sĩ bên khoa mắt thì nói là mắt của em, giác mạc của em thì không có bị ảnh hưởng, chỉ bị ảnh hưởng tác động từ bên trong khối u não nó đi ra thôi. Vậy là khối u não nó ảnh hưởng con mắt em? Dạ. Bác sĩ có nói là khả năng phục hồi nó cao không? Bác sĩ thì bác sĩ nói là cái khối u não nếu như mà nó teo lại thì cái mắt em nó sẽ dây thần, nó không còn chèn ép dây thần kinh mắt nữa, thì giờ mắt em nó sẽ sáng lại, tại vì giác mạc của em nó không có bị ảnh hưởng. Vậy là bây giờ chỉ có cách là điều trị làm cho khối u não nó xẹp xuống. Dạ. Cái đó là em, bác sĩ có kêu mổ hay là uống thuốc hay là như thế nào không? Dạ, bác sĩ ở ông bú thì có kêu mổ, nhưng mà mổ thì cũng tỷ lệ 50-50. Em thì sợ như mổ, lên ca mổ nhiều khi có vấn đề gì xui rủi xảy ra thì con em nó còn quá nhỏ, nên với lại phần gia đình cũng không có điều kiện nữa. Anh nghe nói hình như mổ não là số tiền rất là lớn đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng thì em đã chọn cái quyết định là uống thuốc nam. Dạ. Có xạ trị đó không anh? Có xạ trị một lần ha. Mà tiền xạ trị chi phí cao quá. Một lần 6 lần vậy. Xạ trị lúc đó thì bao nhiêu tiền vậy? Dạ 50 mấy triệu á anh. 50 mấy triệu một lần? Dạ. Mà phải xạ trị là 6 lần? Dạ. Số tiền rất là lớn. Là tới nay mặc dù là sanh bé gần 2 năm nhưng cái bụng chị cũng còn hơi, em cũng còn hơi to ha. Dạ, em sanh em sanh mổ. Sanh mổ. Dạ. Thấy mà thấy em thương quá. Tuổi cũng giống như em út của anh à. Còn em trai này cũng nhỏ hơn anh. Dạ. Thì trong gia đình thấy ba với mẹ em thấy hình ảnh này thương lắm á, nhưng khi cũng không dám nói nhiều, sợ tụi em khóc rồi ảnh hưởng sức khỏe nữa. Chứ ngay cả người ngoài anh thấy vậy anh cũng còn thương đây. Nên cũng dán đăng tải cho ông bà cô bác ấy xem có duyên giúp đỡ em phần nào đó, cũng mừng cho tụi em. Thì ở đây của chú anh chị là nhà trọ cũng nóng nực lắm. Nên là hai em nó cũng bận cái quần với cái chân nó cũng hơi yếu, đi cho nó đi đứng cho nó dễ. Nên là nhầm khi xem á, cô bác anh chị cũng thông cảm nha. Giờ bữa giờ cái tình hình vậy rồi, thì lúc trước em cũng đi làm kiếm tiền thì lo cho chồng em, trị bệnh cho chồng em á, bây giờ em về nữa rồi con em vậy nữa. Vậy em từ ngày ngã bệnh tới giờ em suy sụp nhiều lắm. Em bày tỏ hết cho anh với khán giả biết được không? Chứ cho chồng em nghe nè, nhầm khi đau đớn hay chồng nhầm khi ít nói chuyện, bữa nay cho chồng em nghe tất cả những cái nỗi niềm bên trong em á, nhầm khi chưa có nói cho chồng em biết. Em cứ nói thẳng đi. Thì em cứ nghĩ là lúc mình còn mạnh giỏi mình đi làm, tại thấy chồng nhiều khi chân đau vậy không có đi làm được. Thường ta nói đàn ông là trụ cột của gia đình, mà giờ chồng em giờ cứ như là hết 70% là không thể làm nặng được rồi. Chỉ ở nhà giữ em bé như giữ con vậy thôi, cho em đi làm, mà giờ em vậy nữa. Rồi con em còn quá nhỏ. Nói chung là em tinh thần của em suy sụp nhiều lắm, suy nghĩ lỡ như em có chuyện gì rồi chồng em không còn khả năng đi làm nữa, rồi con em không biết nó cuộc đời của nó, tương lai của nó sẽ như thế nào. Cũng khó khăn cũng cắn răng đúng không em? Dạ. Thì biết rằng là người đàn ông là trụ cột, nhưng mà nghe mà thấy càng nói mà càng thấy thương cho em với gia đình quá. Chứ đâu phải người đàn ông
Đâu, em thấy là em giữ con ở nhà là em, anh nghĩ là em chắc cũng khó chịu lắm đúng không? Dạ, giờ hai chồng vậy cũng phải ráng chứ. Ừ. Giờ biết gì vậy? Không nên tựa nhau sống. Cái người vợ nói được vậy là phải nói là người vợ rất là tuyệt vời luôn á. Bây giờ tay chân của em nè, bây giờ yếu ớt vậy, nên là nhường cái phần mà săn sóc cho con cái là cho em ở nhà, vừa săn sóc con vừa cho nó dưỡng cái vết thương cái chân á. Giờ em đi làm, rốt cuộc một ngày không may mắn thì vợ em lại lâm vô căn bệnh u não, rồi thận, rồi bên đường nữa, rồi đủ thứ bệnh hết. Cái giống như là một cái ngày mà ngay cả nằm mơ cũng không thể nào mà tưởng tượng mà gia đình mình lâm vô cái mức độ mà bế tắc như vậy của chú anh chị. Chứ không không nói thẳng đó là không có, có thể nói là không có người đàn ông nào mà muốn mà ở nhà đâu. Tại vì trụ cột gia đình mà muốn kiếm từng đồng tiền lo cho vợ cho con. Chứ đâu ai mà nở mà ở nhà giờ thấy vợ mà đi làm từ sáng sớm rồi nhầm khi tăng ca về tới khuya mới tới nhà. Thấy đau xót lắm, lo lắm đúng không em? Rồi em nhìn qua vợ em thì em nói gì cho vợ em yên tâm, với đừng có buồn nữa, chứ khóc không có tốt cho mắt đâu. Thì giờ vợ chồng em giờ cũng biết. Ừ, em cứ xích lại đi, xích lại nói thẳng nhìn đôi mắt em vợ em kìa. Mạnh mẽ lên. Những giờ ráng cố gắng uống thuốc cho hết bệnh đi làm chứ giờ. Em kiếm cái khăn gì em lau cho vợ em đi. Lấy cái khăn giấy gì đó. Lau cho mắt vợ em. Thằng ông mình mạnh mẽ lên. Thương yêu vợ mình, lúc vợ mình khóc an ủi vợ mình, để sanh cho mình con cái mình dám cố gắng ha. Dạ. Anh cố tình anh nói như vậy thật nhiều để giống như là em cũng, anh cũng đặt vô là anh giống như là một cái người thân ruột thịt của gia đình em vậy đó. Dạ. Là anh suy nghĩ sao thấy tốt của tụi em, chứ thấy đúng thì anh chỉ cho tụi em làm thôi. Dạ. À, lúc bệnh thì ai cũng nghĩ là mình là vô dụng, mình không còn cái điều gì mà nó ý nghĩa trong cái cuộc sống trong gia đình. Nhầm khi là bế tắc, nhầm khi là thấy gia đình buồn bực, hoặc là không có trò chuyện với mình, hoặc là giải tỏa những tâm lý, nhầm khi là bị chết, nhẹ nhất là bị trầm cảm, và sau đó là có thể là dẫn đến những cái vấn đề nó xấu hơn nữa. Hai em, cố gắng lên nha, anh nói như vậy là thương chứ không có, chứ em đừng có suy nghĩ nhiều quá cho buồn nha. Ừ. Em đừng có khóc nữa nha, cố gắng lên. Dạ. Mắt em cũng còn yếu á, đừng có khóc nhiều quá rồi ảnh hưởng nhiều nữa. Anh Minh ơi, vô nói ít câu động viên cho bé đi anh. Anh nói ít câu động viên cho hai đứa đó nè. Thấy hai đứa tao tội quá nè. Nói câu để nó khóc hoài tội đúng không? Yeah. Ngồi đó đi. Em bị giờ lâu chưa? Dạ. Rồi em bị lâu chưa? 5 mấy. Thật ra lúc không mà bị không trị thì để tới giờ dữ không? Dạ. Dạ cũng có trị. Có trị chứ. Ánh... Có đi trị rồi chích thuốc á, đau cái lưng quá rồi đi nằm á, đứng dậy thôi là cũng muốn té đá quần rồi. Rồi có đi chích thuốc. Rồi lên thầy này thầy kia chích, thầy thuốc á, chích. Chích xong mà phạm thuốc, bị liệt luôn. Liệt mềm á. Dạ, dạ, đâu làm nặng vậy được nữa. Dạ. Năm mấy nay ảnh đâu có đi làm nữa rồi. Trong mà giờ anh ngồi ảnh ăn cơm mà anh còn phải phải nằm ảnh ăn cơm nữa. Chứ ảnh đâu có ngồi được đâu mà giờ ảnh đi chăm cứu á, với uống thuốc nam ai chỉ gì uống đó, thì giờ ảnh đi lại được nhưng mà không có y như bình thường được. Như giờ hai chồng nó làm gì thu nhập cho tiền? Dạ không. Từ bữa em, từ hôm em bệnh tới giờ là cái vợ chồng em là kinh tế là nguồn suy nghĩ đầu tiên của vợ chồng em. Còn em phát bệnh lâu chưa? Dạ. Phát bệnh lâu chưa? Em phát bệnh thì nay khoảng, bệnh nặng thì nay khoảng 10 ngày, khoảng 10 ngày nay. Thì là mới đi khám ra mới biết bệnh luôn? Dạ. Ừ.
khi suy nghĩ là thấy bệnh không có tiền, còn bệnh nặng thêm nữa anh Minh. Đúng rồi. Thì trong gia đình bây giờ bệnh, một người này bệnh xong phải người khỏe hơn phải lo cho người bệnh, rồi phải mất thêm những cái giống như là người kia phải nghỉ, rồi đâu có đi làm được, giống như càng ngày càng bế tắc thêm vậy đó. Như sinh tháng làm sao tháng không về nhà, có nhà về nhà ở đây rồi không làm thì đâu đóng tiền nhà trọ. Dạ, tại chồng cũng không có nhà, tại vì ở chung với dì chồng á, dì cũng còn có dượng, rồi có con của dì riêng đồ nữa. Rồi hai chồng em từ hồi lúc cưới nhau tới giờ là ở nhà trọ luôn, tới giờ luôn. Còn là bệnh của anh, của em, bác sĩ nói sao, có chữa hết không? Có thể chữa hết, nếu có tiền có thể chữa hết không? Dạ chữa, nhưng mà hết đau lưng thôi, chứ nó cũng làm nặng đâu mà. Nhà mổ cũng dám mổ luôn. Nếu mổ có bảo hiểm là khoảng 20 mấy triệu anh Minh, nhưng mà cô cũng dám mổ. Cho mổ rồi có trục trặc gì là sẽ tàn phế suốt đời. Giờ đi, giờ trị được cái giờ đi đứng lại bình thường là đi làm được. Mà làm rất nặng không có nổi, làm những việc nữa. Này cái gì mình cũng bán rồi chứ đâu làm nặng được. Này phải kiếm công việc gì khác làm chứ mấy công việc nặng là bó tay rồi. Chứ giờ hả, vậy mà đi mổ cái nhiều khi cũng 1% mà nó xảy ra với mình cũng xong luôn. Cũng nhiều người cũng mổ hết, mà mình sợ cái tới mình, cái lượt mình nó chỉ có 1% đó là nó xảy đến với mình cũng thu luôn. Nhờ mổ về, bác sĩ nó mổ về chứ cũng không có khả năng mà làm nặng như lúc chưa bệnh đó thì cũng không được. Mổ về cũng như là mình làm những cái việc nhẹ nhàng thì làm được. Mình nãy anh xem cái bệnh án của bé đó, anh thấy sao anh Minh? Anh thấy quá trời nhiều bệnh luôn mà, thì anh hoan cũng không nhớ nữa. U não nè, bên tiểu đường, bên thận, và bên đường huyết, và bên men gan, bên men ăn gan nữa. Thì không có bệnh ổn, bên cái huyết áp nữa. Có 6 loại bệnh được. Hồi đó giờ em không đi khám luôn, khám ngang bằng một lần bọn bệnh đó hả? Dạ không, tại cuộc sống mà anh cứ hở mà đau đầu, chóng mặt đồ cái mình mua thuốc, cứ nghĩ là cảm đâu này kia, mua thuốc cảm đâu về uống. Uống vô giảm đau rồi gắn hết rồi cái vậy cái đi làm, chứ cũng không có nghĩ là một ngày mình sẽ bệnh căn bệnh vậy, rồi không có đi khám. Bữa em trai của em có gia đình chưa mà mất rồi? Dạ có. Trời ơi. Có bé cũng được 2 tuổi mấy rồi. Chết chưa? Em trai mất rồi hả? Em trai cũng bị bệnh não đó anh. Dạ. Em bị bú não, viêm màng não mủ, rồi không có bú não, viêm màng não mủ, xuất huyết não. Trời, cũng bệnh não luôn anh Minh. Rồi nhiễm trùng máu não. Mất cuộc sống này 2 tháng. Mình trò chuyện vậy thôi chứ thấy em gái vậy nó đau đớn lắm anh ơi. Thấy vậy chứ nhiều khi nó không có nói hết được cái tâm sự của nó đó. Khi anh nghĩ một người mà sức khỏe mà bệnh nhiều như vậy, anh giống như những cái lời nói nó rất là khó. Thấy thương quá anh Minh. Trời, anh thấy như thế nào? Hai chồng nhỏ tuổi quá mà sao bị hết hai chồng cũng chết luôn. Em nãy cũng gắn gượng dữ lắm rồi chứ nó cũng giống như nó cũng bất lực anh. Người đàn ông mà không giúp cho vợ được chị cũng bất lực lắm, nhưng mà cũng bệnh, biết sao giờ anh Minh? Nói chung giờ không biết được, bệnh quá, bệnh hoạn đâu biết được trước đâu. Mà ba cái bệnh giờ ngộ lắm, phát hiện ra thấy... Rồi thôi, mình cũng tranh thủ ha, thấy hai đứa nó cũng sợ mất công nó, bữa nay cũng đi lấy thuốc về cũng mệt á, mình tranh thủ cho nó ít quà để cho nó tinh thần nó ấy rồi ha. Thôi hôm nay đến đây có anh Lực với chị Linh đó, ở thành phố. Dạ. Thanh gửi cho em 2 chồng em 1 triệu ha. Dạ. Em cho em gửi lời cảm ơn. Còn anh cũng tặng cho 2 chồng em 1 triệu để mua thuốc đồ ăn nha. Dạ, cho em xin cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Lúc không cảm ơn. 2 chồng cố gắng lên. Cố gắng lên em, bệnh mình nó vượt qua hết chứ có gì đâu. Dạ.
còn cái nữa, nghĩ đứa nhỏ này gác lên. Dạ, lúc còn mạnh giỏi em đi làm em cũng hay giúp người ta, mà em không có nghĩ đến một ngày mà em phải rơi vào cái hoàn cảnh này. Lúc trước em cũng hay giúp bà con á. Dạ, em cứ thấy ai mà đăng lên cộng đồng mạng á, em cũng mua gạo, sữa, đường bột ngọt rồi em tới em thăm em cho. Còn mà đi không được thì em cũng gửi tiền, em thăm em cho. Rồi mình cứ nghĩ là mình cho đi thôi, chứ mình còn tay còn chân, mình còn sức khỏe thì mình còn làm lại được. Mình giúp được gì mình giúp, mà em không nghĩ là đến một ngày mà em phải vô cái hoàn cảnh là như vậy. Rồi, cố gắng lên em. Rồi, hồi nãy giờ anh cũng trò chuyện với hai đứa mới xong ha. Thì trong cuộc sống mà dám cố gắng vượt qua cái mốc này ha, chứ biết sao giờ. Thì anh thấy anh thương quá mà anh cũng có cái kênh không, anh đăng tải để cho ông bà cô bác xem, rồi có hướng giúp đỡ cho hai đứa thôi. Chứ cũng không biết sao hết trơn á. Thế thì có đôi mắt mà dán chữa cho nó lành, còn đi làm nuôi con nữa. Dạ. Cố gắng thôi nha em. Dạ. Thì anh cũng xin trích cái phần tiền nho nhỏ trong quỹ anh đi, để anh ủng hộ tinh thần cho em trước đi ha. Dạ. Anh tính là ngồi, nãy giờ Phong cũng kêu em trai qua bên kia ngồi để trao cho em gái ở đây á. Tại vì giờ tinh thần nó xuống rất là thấp, đôi mắt nó ảnh hưởng lớn quá, nên là muốn gửi cho nó để cho nó có tinh thần một chút của cô chú anh chị. Anh lấy tiền á. Đây có anh Di ở bên Mỹ gửi tặng em 2 triệu ha. Dạ. Em 1 triệu, 2 triệu. Này của anh Di ở bên Mỹ ha. Dạ, cho em với gia đình cảm ơn anh Di. À, với anh gửi tặng thì em 1 triệu đồng của chú Thanh Cường ở Mỹ ha. Dạ. Em cảm ơn chú Thanh Cường đi em. Con với gia đình xin cảm ơn chú đã cho con số tiền. Với Phong Nguyễn cũng xin trích số tiền của chị Hồ Như Thủy ở Mỹ ra tặng cho em 1 triệu nữa. Dạ, xin cảm ơn chị. Với Phong Nguyễn cũng xin phép là trích số tiền của cô Tâm Độ ở Mỹ là 2 triệu để chị. Dạ, con xin cảm ơn cô đã giúp cho đỡ cho con cái số tiền này. Dạ. Thôi thì tại vì kênh Phong cũng còn ít quỹ lắm, nhưng mà mỗi hoàn cảnh giống như ngặt nghèo quá thì Phong cũng dám cố gắng chích cho nhiều hơn một tí để ủng hộ tinh thần họ trong những cái lúc ngặt nghèo nhất thôi. Thì Phong mong rằng những cái số tiền này cũng mang lại một gì đó hạnh phúc cho gia đình và có một cái tinh thần tốt hơn, để hai vợ chồng sẽ cố gắng vượt qua trong cái lúc mà ngặt nghèo nhất trong lúc này. Thì thôi thì em với chồng em cũng cố gắng lên nha. Dạ. Đừng có khóc nữa, khóc ảnh hưởng đôi mắt. Rồi em đếm thử được bao nhiêu? Em đếm thử được bao nhiêu? Thì Phong cũng mong muốn trong chương trình này thì nếu ông bà cô bác xem thấy có duyên cho hoàn cảnh của hai vợ chồng trẻ mà bệnh tật ở đây có con nhỏ nữa, thì có thể là nhắn tin giúp cho Phong, tại vì Phong đi ghi hình suốt à, tới đêm thì Phong mới trả lời được. Nhầm khi ông bà cô bác là không có điện cho Phong được thì cũng thông cảm. Thì nhắn tin là Phong sẽ tối về thu xếp tối đa Phong sẽ trả lời. Thì Phong sẽ, nếu mà cô bác nào gửi cho hoàn cảnh ở đây thì có thể liên hệ cho Phong. Thì hồi bây giờ thì em đếm được nhiêu? Dạ, được 8 triệu. Cũng 8 triệu ha. Em mừng không? Dạ mừng. Em có sức khỏe rồi cho nó hết bệnh đi, lau mắt cho vợ em kìa. Thôi giờ để em thu xếp về cho hai đứa nghỉ ngơi nha, rồi tranh thủ uống thuốc rồi trị bệnh mình. Dạ. Rồi Phong Nguyễn cảm ơn Mạnh Thu Quân nha, chúc ông bà cô bác luôn có nhiều sức khỏe nha. Hẹn cô chú những đồ video tiếp theo nha. Rồi con nghỉ đi em. Dạ. Không sao đâu em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị đã gửi số tiền này đến cho con, cho em.
thôi em nghỉ đi ha. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Tháo cái mít giúp cho anh ha. Ừ. Rồi, hai đứa nghỉ đi em. Dạ. Rồi, xuống chị.